tần thủ đoạn lừa đảo cấp nhà miễn phí của tổ chức phản động. Cuối năm 2019, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện mã QR code dán trên nhiều trụ điện, bờ tường nhà, tờ rơi ở Quảng Ngãi. Trên mã QR code có tên cung cấp rau sạch, nhà ở miễn phí, Wi-Fi miễn phí, để thu hút sự hiếu kỳ người đi đường. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện mật mã trên của tổ chức có tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời. Đây là một trong những tổ chức phản động khủng bố lưu vong. Khi dùng điện thoại thông minh quét vào sẽ xuất hiện phiếu tham gia trưng cầu dân ý. Sau đó tổ chức phản động, khủng bố này sẽ móc nối, lôi kéo phát triển lực lượng. Đối tượng thực hiện hành vi dán mật mã trên đã được lực lượng công an làm rõ. Lợi dụng tâm lý hám lợi và hoàn cảnh khó khăn của một bộ phận người dân nhẹ dạ, tổ chức khủng bố lưu vong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời đã lừa mị dân bằng cách bỏ phiếu bầu Đào Minh Quân làm tổng thống, để Tam Cộng Hòa trên mạng xã hội bù lại được cấp nhà miễn phí. Khi nghe thông tin là tổ chức ở Mỹ hỗ trợ nhà thì một số người dân đăng ký mà không biết tổ chức này là tổ chức nào và sẵn sàng làm theo các yêu cầu của tổ chức. Trường hợp một người dân ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, thông qua người thân giới thiệu đến chương trình cấp nhà miễn phí, hơn một năm qua chị này chờ đợi được cấp nhà. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chờ đợi, nhà không thấy đâu, mà chỉ bất ngờ nhận được giấy triệu tập của cơ quan công an vì bà đã có tên trong danh công dân Việt Nam Cộng Hòa của tổ chức khủng bố, phản động lưu vong. Tương tự, trường hợp hai chị em gái ở tỉnh Đắk Lắk nghe lời người thân ở Quảng Ngãi, cũng tham gia trưng cầu dân ý của tổ chức Chính phủ Việt Nam, Lâm thời trên Internet để được tặng nhà. Để nhận được cấp nhà miễn phí thủ tục rất đơn giản, chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại bầu đối tượng chống cộng Đào Minh Quân làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, viết bài chống đảng, nhà nước, xúc phạm lãnh tụ là tham gia tổ chức khủng bố lưu vong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời. Tổ chức khủng bố lưu vong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời đã móc nối, lôi kéo một số người dân mất cảnh giác trong và ngoài nước tham gia. Trong đó phần lớn những người chưa từng biết đến chương trình, cũng hoang mang khi thấy tên mình trong danh sách đăng ký xin nhà miễn phí. Để ngăn chặn tình trạng trên, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, thì người dân cần nhận diện và nâng cao ý thức cảnh giác. Khi sử dụng mạng xã hội, mỗi người dân phải nắm được bản chất của tổ chức phản động và chiêu trò lừa bịp mà chúng sử dụng. Có như vậy mới tránh bị lợi dụng, lôi kéo tham gia thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.